chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Lấy lại được tiền bị mất, Nhật Kim Anh nhanh chóng tổ xế họp tiền tỷ trước thềm Tết Nguyên Đán. Thời gian qua, Nhật Kim Anh được khán giả quan tâm rất nhiều khi cô đã có những thước phim cực ấn tượng với vai diễn Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa. Không những thế, năm 2019 cô còn gây chú ý bởi lùm xùm chuyện ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống, kẻ gian đột nhập và lấy mất nhiều tài sản giá trị. Tối ngày 15 tháng 1 vừa qua, nữ ca sĩ đã xuất hiện tại thảm đỏ của một lễ trao giải với rất nhiều đồng nghiệp khác. Dù lịch trình công việc cuối năm rất bận rộn, nhưng Nhật Kim Anh vẫn dành thời gian tham gia vào các sự kiện để có cơ hội gặp các nghệ sĩ. Thay vì những chiếc đầm dạ hội lấp lánh thì bà mẹ một con chọn mình trang phục khá cá tính và lạ mắt. Cụ thể, set đồ của Nhật Kim Anh được thiết kế với hai tông màu chủ đạo, đen và xanh dương, phơm dáng suốt để làm tăng tinh thần nữ quyền hơn. Ngoài ra, khán giả cũng bất ngờ khi thấy Nhật Kim Anh được tài xế đưa đến sự kiện bởi một chiếc xe hơi có giá 3 tỷ đồng. Sau một năm làm việc miệt mài từ kinh doanh mỹ phẩm, phim ảnh, MV ca nhạc thì cô quyết định tự thưởng cho mình phương tiện di chuyển mới sang chảnh và đắt đỏ. Tại đây, người đẹp tự tin khoe nhan sắc bên những đồng nghiệp thân thiết như Cao Thái Hà, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh. Cô rất hào hứng vì cuối năm còn được gặp mọi người để trò chuyện cùng nhau. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, Nhật Kim Anh mong muốn mình sẽ được đón năm mới cùng cậu quý tử. Dù thành công, tài sản nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cậu bé vẫn là món quà, điều bình yên và đặc biệt nhất đối với cô. Bên cạnh đó, Tết năm nay, nữ ca sĩ quyết định sẽ không chạy show, dành thời gian cho gia đình và sẵn sàng cho một năm bùng nổ hơn nữa. Bên trong biệt thự hơn 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh có những gì? Không chỉ giới thiệu tổ ấm mới mà Nhật Kim Anh chẳng ngần ngại cho mọi người thấy không gian phòng ngủ và tủ đồ hàng hiệu đầy màu sắc của mình. Hơn một năm theo đuổi con đường kinh doanh, Nhật Kim Anh gặt hái được những thành công nhất định. Những sản phẩm của cô đều được khán giả đón nhận nhiệt tình. Song song với công việc kinh doanh, nữ diễn viên cũng hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh trong thời gian sắp tới. Sau những nỗ lực không mỏi mệt suốt thời gian qua, mới đây nữ diễn viên vừa tự thưởng cho bản thân bằng cách chuyển đến tổ ấm mới. Đây là một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu chung cư cao cấp tọa lạc ở huyện Bình Chánh. Theo như những người trong giới bất động sản chia sẻ, khu đất do Nhật Kim Anh làm chủ có giá trị lên tới gần 1 triệu đô. Số tiền có được nhờ vào nhiều năm dành dụm từ hoạt động kinh doanh và nghệ thuật cùng với số tiền từ việc bán nhà cũ. Căn biệt thự của Nhật Kim Anh mang phong cách nhà vườn, rộng hơn 200m², có hướng nhìn đẹp, lại ngay gần trung tâm rất tiện cho việc di chuyển. Điều dễ nhận thấy ở việc cô dành phần lớn diện tích cho không gian sân vườn, hồ cá và tiểu cảnh. Toàn bộ sân vườn đều được phủ kín bằng cây xanh, tạo không gian thoáng mát. Ngay trong sân có một hồ cá koi lớn, cô đặt một chiếc xích đu cùng với một bàn trà ngay trước mặt hồ. Kim Anh chia sẻ đây là không gian cô yêu thích nhất trong nhà. Mỗi khi đi làm về, được ngồi ở đây, cô đều cảm thấy vô cùng thanh thản, thoải mái. Mỗi buổi sáng, nữ ca sĩ đều dành thời gian ngồi thiền tịnh tâm trước khi bắt đầu một ngày làm việc dài. Phòng khách được bố trí theo không gian mở, mang lại cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ nội thất được bài trí theo hai gam màu chủ đạo, đó là đen và trắng. Đáng chú ý hơn cả chính là không gian phòng ngủ ấm cúng cùng với tủ đồ hàng hiệu, ngập tràn màu sắc của giọng ca đêm trắng. Cô tiết lộ cô từng nhiều lần yêu cầu kiến trúc sư thay đổi để có thiết kế như ý mình. Người đẹp từng dành hơn 5 tháng để giám sát thi công và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì chưa ưng ý. Những vật dụng trong căn phòng như là sàn gỗ, bức tường hay là những tấm rèm màu peggy đều mang màu sắc trầm ấm. Bên cạnh phòng ngủ thì Nhật Kim Anh sử dụng một không gian khá lớn để bày biện những món trang phục, vật dụng cá nhân. Những ngăn tủ đầy ắp những món đồ hàng hiệu xa xỉ, trang sức hay là những đôi giày đắt tiền khiến cho người xem không khỏi lóa mắt. Nhiều món đồ hiệu trong đó được người đẹp tranh thủ tậu trong những lần đi lưu diễn hay đi du lịch. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng với nhiều gam màu sắc nổi bật. Không gian xa hoa của nữ diễn viên không kém bất cứ yêu nữ hàng hiệu nào trong showbiz. Chị gái Nhật Kim Anh tố ngược bửu lộc. Em gái mang bầu bỏ trốn về nhà lúc mặt bầm tím, bị chồng dí dao vào cổ. Sau khi bị chồng tố làm màu rồi ngang ngược, Nhật Kim Anh giữ im lặng, nhưng chị gái cô là diễn viên Kim Tính đã lên tiếng đòi công bằng cho em gái. Sau thời gian giữ im lặng, mới đây, Ngô Bửu Lộc, chồng cũ của Nhật Kim Anh chính thức phản hồi về lời tố của nữ ca sĩ diễn viên này. Anh cho biết bản thân không bao giờ muốn lên mạng xã hội để kể lể chuyện riêng tư, nhưng vì quá mệt mỏi nên phải gửi vài lời đến vợ cũ. Anh chia sẻ dài và không quên ngầm trách vợ cũ làm màu, ngang ngược, không nghĩ cho con bệnh tật. Hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn giữ thái độ im lặng.
Tuy nhiên chị gái của cô là diễn viên Kim Tính đã thông qua Facebook cá nhân lên tiếng thay em gái mình. Kim Tính cho biết Nhật Kim Anh gửi con trai về nhà ngoại và bác ruột chơi là chuyện thường tình, nhưng em rể lại dùng từ gửi là không hợp lý. Cô cho biết em rể cũ đã cố tình dùng chuyện ốm đau của con ngăn cấm con cái gặp mẹ. Chưa dừng ở đó, chị gái Nhật Kim Anh tiết lộ sự thật khiến ai cũng xót xa cho Nhật Kim Anh, đó là em rể từng dí dao vào cổ em gái. Thậm chí nhiều lần Nhật Kim Anh phải vác bụng bầu về nhà cô với mặt mũi bầm tím. Bố mẹ Ngô Bửu Lộc còn nhiều lần dẫn con trai lên nhà vợ xin lỗi. Còn một lần em khóa trái cửa dí dao vào cổ Kim Anh, trợ lý Trâm khóc gọi điện cho chị. Chị gọi điện cho em thì em nói do em đang cắt trái táo, tiện tay em chỉ thôi, chứ không cố tình, em quên rồi ư. Khi Kim Anh mang bầu phải bỏ trốn lên nhà chị trên Bình Dương, trong lúc mặt mũi thì bầm tím, rồi ba mẹ em phải dẫn em lên xin lỗi tại nhà chị để đón Kim Anh về, em còn nhớ không? Có lần chị và bà ngoại tin đã ngồi lại nhà em, cùng bố mẹ em nói chuyện một hồi. Em đã tự lấy hai tay tát liên tục vào mặt em, nói con sai. Vậy em sai gì vậy em còn nhớ không? Theo chị nghĩ, nếu thương con thì nên cho nó có đầy đủ tình cảm cha mẹ, ông bà nội ngoại. Có khi đứa bé sốt ở đâu, ở với ai nó cũng sốt. Đừng lấy đó làm lý do để không cho mẹ con gặp nhau. Theo chị, ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng hãy nghĩ đến cảm nhận của trẻ nhỏ, đừng để con bị thiệt thòi. Đừng vì sơ suất này mà xóa Facebook của chị nhé. Sự thật về cuộc hôn nhân này, chưa ai nói được ai đúng ai sai, nhưng trước mắt là thương cậu con trai nhỏ, không có tình yêu thương trọn vẹn của cả cha và mẹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.